Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Trong clip trước thì chúng tôi đã giới thiệu phần mộc của bộ bàn ghế ăn Louis Hoa Hồng. Thì trong clip này thì chúng tôi sẽ giới thiệu phần hoàn thiện này. Đây là bộ bàn ghế ăn Louis Hoa Hồng gỗ gõ đỏ đã được chúng tôi hoàn thiện bằng màu vernis sáng rất là đẹp để bàn giao cho khách hàng ở Hải Phòng. Thì trong dịp Tết là chúng tôi không tải hết được video, thì ra ngoài Tết thì chúng tôi sẽ tải lên cho quý vị xem hết được vẻ đẹp của bộ bàn ghế Louis Hoa Hồng này. Đây là đơn đặt hàng của anh Cường Hải Phòng. Anh đã đặt 8 chiếc ghế đơn. Và thông số của bộ ghế ăn này thì chúng tôi đã nêu trong clip trước rồi. Là chiều rộng là 45, chiều sâu 44 và chiều cao là 1m15. Thì quý vị có thể tham khảo được. Toàn bộ phần khuôn mặt chúng tôi làm 3 phân, phần ván chúng tôi làm phân rưỡi. Chiều cao của ghế là 1m15. Toàn bộ vách là chúng tôi đục hoa hồng và trường là đục hoa lan tây. Và phần chân là chúng tôi làm chân cong đã được cách điệu rồi. Quý vị có thể xem lại phần mộc trước. Đây là phần hoàn thiện. Thì trước khi bàn giao cho quý khách thì chúng tôi sẽ quay lại một phần ở tại xưởng để cho quý vị xem được. Đây là 8 chiếc ghế đơn mẫu Louis Hoa Hồng. Thì bên cạnh những mẫu ghế ăn Louis Hoa Hồng này thì chúng tôi có sản xuất những mẫu ghế ăn như vách đàn, chữ thọ, vân vân và vân vân rất nhiều. Quý vị có thể đặt theo yêu cầu hoặc ghế ăn tân cổ điển. Chúng tôi luôn luôn cải cách mẫu để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Thì quý vị nào muốn sở hữu bộ ghế ăn như này thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lanh qua hai số điện thoại là 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Chúng tôi xin nhắc lại nữa một lần nữa là đây là bộ bàn ghế ăn hoa hồng mẫu Louis 100% là chất liệu gỗ gõ đỏ nhập khẩu từ Nam Phi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị.